Không ai biết được khi nào thì thần chết gõ cửa của nhà mình và sự đen đủi thì luôn đến một cách bất ngờ. Trong khi đó lại có những người dường như bị thần chết vô tình bỏ quên khi hết lần này đến lần khác đều may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc ở những thảm họa. Câu chuyện về cô gái người Australia 3 lần thoát chết trong 3 vụ khủng bố gần đây ở châu Âu là một ví dụ. Vụ khủng bố đẫm máu khiến 14 người thiệt mạng ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha vừa qua là lần thứ 3 mà cô gái trẻ 26 tuổi Julia Monaco thoát chết. Khi chiếc xe tải phóng thẳng vào người đi bộ ở trên con phố lịch sử Las Ramblas của Barcelona hôm 17 tháng 8, thì Julia đang ở trong một khu mua sắm với bạn bè của mình. Cô đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó. Tuy nhiên, điều đáng nói là trước đó cô cũng đã hai lần may mắn tương tự như thế kể từ khi bắt đầu chuyến du lịch ở châu Âu từ tháng 5. Hồi tháng 6 thì Julia đang đi chơi với bạn bè thì cô bị kẹt trên một chuyến tàu điện ngầm vì hệ thống tàu điện ngầm của London, Anh bị phong tỏa khi có 3 người đàn ông lao xe tải vào người đi bộ ở trên cầu London. Đây là lần đầu tiên cô may mắn thoát chết. Và chỉ 3 ngày sau đó, khi đang có mặt tại nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris của Pháp, cô lại gặp thêm một vụ khủng bố nữa. Một sĩ quan cảnh sát đã bị một tay khủng bố tấn công ngay phía ngoài nhà thờ, may mắn lại một lần nữa mỉm cười với cô. Như vậy là 3 tháng du lịch châu Âu thì Julia đã phải trải qua 3 vụ khủng bố khác nhau và lần nào cũng vậy, cô đều thoát chết.